Được rồi, chúng ta sẽ kết thúc bài học. Tạm biệt. Tạm biệt. Đói bụng quá. Mình cũng vậy. Chọn món ăn. Con muốn 3 con gà. Được rồi, 1 giây thôi. Ok. Cái này dành cho con. $3, làm ơn. Ok. Tiền. Xin lỗi. Sophia, đợi đã. Của bạn nè. Cảm ơn. 1, 2 và 3. Được rồi. Cái này của con. Cảm ơn. Ngồi xuống đi. Người kế tiếp. Dạ, 3 con gà. $3 nhé. Không có tiền, không có thức ăn. Xin lỗi. Ôi, ai vậy hả? Con đói quá. Con đừng lo, cô sẽ giúp con. Đi thôi. Tuyệt. Bông cải xanh, cà chua, cà rốt. La 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 la. Đặt vào trong. Ok. Được rồi, được rồi, được rồi. Cái này dành cho con. Chúc ngon miệng. Lại là bông cải xanh. Con muốn gà. Ôi, xin lỗi, không có gà. Dạ được. Gà của bạn nè. Yay. Cho bạn gà nè. Cảm ơn bạn, cho bạn cà rốt. Cảm ơn. Ôi. Bây giờ các con đã biết, con càng chia sẻ, con càng hạnh phúc. Ok. Hôm nay nóng quá. Lạnh quá đi. Bây giờ thì nóng quá. Lạnh quá đi. Không được đâu. Lạnh sẽ tốt hơn. Không, nóng tốt hơn. Nó quá nóng. Lạnh. Nóng. Lạnh. Nóng. Lạnh. Đây là phòng lạnh của con. Đây là phòng nóng của mẹ. Làm thôi.
một phép màu. Wow, cảm ơn mẹ. Nóng cũng rất quan trọng. Yeah. Đá lạnh giúp được. Đây. Đá lạnh. Cảm ơn con, Fladek. Đá rất hữu ích. Mình đói bụng. Ăn pizza thôi. Mẹ giúp con được không? Của con đây. Cảm ơn mẹ. Cực kỳ ngon. Nóng cũng rất tuyệt. Dung nham. Dung nham phun trào. Giúp mẹ, Flash. Mẹ cần mình giúp. Con sẽ giúp mẹ ngay lập tức. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đây. Lạnh nước quan trọng. Cảm ơn con, Flat. Không có gì mẹ ơi. Yuhu. No. Nóng cực kỳ quan trọng. Và lạnh cũng quan trọng nữa. Lạnh vẫn luôn tốt hơn. Hả?